Sáng ngày 5 tháng 8, Đoàn Thiện nguyện Hội Quảng cáo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công đoàn Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Tây Ninh trao tặng học bổng cho con em ngành văn hóa thể thao và du lịch Tây Ninh. Tham dự có ông Nguyễn Thanh Đảo, Chủ tịch Hội Quảng cáo Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh có ông Trần Anh Minh, Giám đốc Sở thực hiện hoạt động cùng chung tay hỗ trợ động viên con em ngành văn hóa thể thao du lịch Tây Ninh trước thềm năm học mới, đoàn thiện nguyện Hội Quảng cáo Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm giao lưu và phối hợp với công đoàn cơ sở văn hóa thể thao và du lịch Tây Ninh trao tặng 40 suất học bổng với tổng giá trị 80 triệu đồng và 20 triệu đồng hỗ trợ kinh phí tổ chức Tết Trung thu cho con em ngành văn hóa thể thao du lịch tỉnh Tây Ninh tại chương trình đoàn thiện nguyện hội quảng cáo thành phố Hồ Chí Minh nhận bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vì đã có đóng góp cho công tác từ thiện xã hội tại địa phương.